Để biến bức ảnh chân dung bình thường thành một cái tác phẩm type portrait cực chất như thế này rất đơn giản. Đầu tiên các bạn truy cập cho mình vào website presetmore.com này và tìm đến cái bài viết là type portrait, các bạn bấm vào. Rồi các bạn kéo xuống và download cho mình ở đây. Sau khi download xong, các bạn sẽ giải nén ra và thấy một cái folder có 3 file như thế này. Rồi tiếp tục các bạn vào Photoshop cho mình này. Các bạn click vào action này. Bấm vào đây, chọn vào load action và tìm đến cái folder lúc nãy vừa download ấy. Rồi các bạn sẽ import cái action này vào. Bấm vào load vào đây, ở đây mình đã load trước rồi. Tiếp đến là vào phần brush này, cũng click vào đây, chọn import brush và tìm đến cái folder đấy, cũng load vào. Tiếp đến là button, cũng click vào đây, chọn là import button và import nốt cái đấy vào. Ở đây mình đã import trước rồi. Sau khi import được 3 file kia vào rồi thì công việc còn lại rất là đơn giản, thì các bạn chọn vào cái action này và sổ cái action này xuống thì nó sẽ có nhiều lựa chọn. Thì ở đây là ảnh dọc thì mình sẽ chọn cái loại vertical. Mình ấn play và chờ đợi một chút cho phần mềm nó chạy. Ở khúc này nó sẽ hiện ra click continue, các bạn bấm vào nhé. Thì ở đây các bạn có thể thay đổi cái cường độ ánh sáng của các màu sắc một chút để cho cái tác phẩm này nó thay đổi. Đấy, các bạn có thể click này. Đấy, thì nó sẽ thay đổi nhá. Cái này thì các bạn thay đổi tùy ý của các bạn. Mình bấm ok này. Đấy, mình cho sáng lên một chút. Sáng quá thì mình cho lại. Rồi tầm này là ổn rồi, mình bấm ok. Rồi sau khi phần mềm chạy xong thì các bạn click vào cái phần layer cho mình. Đấy, các bạn có thể thêm nền cho nó này. Hoặc là ở đây, các bạn click vào, nó sẽ có 3 sự lựa chọn. Đây, một là những kiểu file màu sắc như thế này. Hai là cái kiểu đậm này. Ba là cái kiểu mà nó nhòe nhòe, mờ mờ, có ánh sáng ở xung quanh, nhìn rất là chất. Thì các bạn thích cái nào, các bạn chọn cái đấy. Và hy vọng các bạn sẽ có những tác phẩm đẹp về cái action này nhé.